Hỏa tinh, hành tinh thứ tư tính từ mặt trời. Nó luôn được đánh giá cao về khả năng hỗ trợ sự sống trong quá khứ và tương lai. Mặc dù các điều kiện hiện tại của hành tinh không cho phép bất cứ một mầm sống nào xuất hiện, nhưng trong vài thập kỷ tới, câu chuyện có thể sẽ hoàn toàn khác. Hỏa tinh sẽ sống được, thậm chí có thể trở thành quê hương thứ hai của con người bên ngoài trái đất. Mới đây, trong khi nghiên cứu dữ liệu từ tàu đổ bộ InSight hiện đã ngừng hoạt động của NASA, các nhà khoa học tiếp tục tìm thấy bằng chứng về một đại dương khổng lồ đang tồn tại bên dưới lớp vỏ của hỏa tinh, cách bề mặt ít nhất là 11,5 km. Điều đáng nói là dường như đại dương này rất lớn, với lượng nước được ước tính có thể bao phủ toàn bộ bề mặt hành tinh đỏ. Nếu con người trong tương lai có thể khai thông được nguồn nước đang bị mắc kẹt này, hỏa tinh khô cằn sẽ trở nên ẩm ướt và dễ sống hơn nhiều. Vậy đại dương nước ngầm đã được tìm thấy như thế nào? Con người sẽ làm gì để lấy được nước từ độ sâu hơn 11 km? Xin mời quý vị và các bạn cùng đi khám phá! Sao Hỏa, hành tinh mà chúng ta vẫn thường nhìn thấy trên bầu trời đêm, thực ra cách chúng ta một khoảng cách trung bình là 225 triệu km. Ở thời điểm cận địa, nó chỉ cách trái đất khoảng 56 triệu km. Nhưng ở điểm viễn địa, nó cách hành tinh của chúng ta khoảng 400 triệu km. Nhưng ông bà ta có câu, yêu nhau mấy suối cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua. Khoảng cách không ngăn cản được ý chí của con người vươn tới hỏa tinh. Nhưng chúng ta đến đó để làm gì? Sau hành trình dài 7 tháng, vượt qua quãng đường hàng trăm triệu dặm, con người hạ cánh xuống hỏa tinh mà không có nước lỏng, không có oxy để thở, không thức ăn, không ánh sáng khi màn đêm buông xuống. Chỉ có tiếng gió thi thoảng lại rít lên và cuốn lớp bụi mịn thành một lớp đặc quánh bao vây hành tinh. Bởi vậy, để con người có thể định cư trên hỏa tinh, việc tìm kiếm nước là yếu tố quan trọng hàng đầu. Nhiều năm qua, NASA đã gửi hàng chục tàu vũ trụ tới hỏa tinh để điều tra khí hậu, địa chất của hành tinh đỏ. Tất cả nhằm tìm hiểu xem liệu hành tinh này đã từng hỗ trợ sự sống hay không. Nếu các tàu vũ trụ khác thăm dò hành tinh bằng cách lăn qua bề mặt gồ ghề của hỏa tinh, phát hiện những dấu hiệu trên bề mặt, thì InSight lại làm phần việc của một bác sĩ siêu âm soi vào phần bên trong nội thất hành tinh. Mặc dù chỉ hoạt động 4 năm, từ cuối năm 2018 đến khi dừng hoạt động vào cuối năm 2022, nhưng những dữ liệu của InSight vẫn đang là kho báu quý giá đối với các nhà khoa học. Mới đây, trong khi lật lại những dữ liệu từ InSight, các nhà khoa học đã phát hiện thông tin vô cùng quan trọng mà InSight để lại. Nó có thể đang cố gắng tiết lộ về một đại dương khổng lồ đang ẩn dưới lớp vỏ khô cằn của hỏa tinh, điều mà trước nay các nhà khoa học đã vô tình bỏ qua. Phát hiện mới được công bố vào ngày 12 tháng 8 năm 2024 trên tạp chí của Viện Hàn Lâm Khoa học Hoa Kỳ, PNAS. Theo nhóm nghiên cứu, đây không chỉ là một hồ nước, mà là một đại dương khổng lồ. Các tính toán cho thấy, nếu đưa được lên bề mặt, lượng nước mà đại dương ngầm này chứa có thể phủ kín toàn bộ bề mặt hỏa tinh bởi độ sâu 1 dặm, tức độ sâu trung bình là 1,6 km. Đây có thể nói là một nguồn tài nguyên vô cùng quý giá của hỏa tinh. Tuy nhiên, đại dương ngầm đang nằm ở độ sâu từ 11,5 đến 20 km dưới lớp vỏ của hành tinh đỏ. Ở độ sâu này, cách duy nhất để tiếp cận nguồn nước là khoan. Nhưng liệu công nghệ hiện tại có thể khoan sâu đến như vậy hay không? Câu trả lời là có thể. Cho đến nay, lỗ khoan sâu nhất mà con người từng thực hiện trên trái đất là siêu lỗ khoan Kola. Nó sâu tới 12,226 km, được thực hiện bởi dự án khoa học của Liên Xô trên bán đảo Kola, miền Tây Bắc nước Nga. Lỗ khoan có đường kính 23 cm, bắt đầu được khoan vào tháng 5 năm 1970. Nó đã trở thành lỗ khoan sâu nhất thế giới với độ sâu hơn 12 km.
Nhưng khi đến độ sâu đó, các nhà khoa học không thể khoan thêm bởi nhiệt độ ở độ sâu này lên tới 180 độ C. Nếu tiếp tục khoan, nhiệt độ tiếp tục gia tăng, không có thiết bị nào có thể chịu được. Bỏ cuộc trước Kola, Liên Xô cũng tiến hành nhiều lỗ khoan khác, nhưng không lỗ khoan nào đạt tới độ sâu 12 km. Do vậy, Kola là lỗ khoan duy nhất con người đã thực hiện được ở độ sâu hơn 12 km. Điều này có nghĩa, nếu có thể đem công nghệ khoan này đến Hỏa Tinh, phải may mắn lắm mới có thể chạm xuống độ sâu 11,5 km. Đây là một thách thức không hề nhỏ. Vì vậy, việc tiếp cận nguồn nước này sẽ là một bài toán khó trong tương lai nếu con người muốn khai thác tài nguyên nước sẵn có trên Hỏa Tinh. Như chúng ta đã biết, nước là yếu tố cần thiết để duy trì sự sống. Có nước lỏng là có sự sống. Vì vậy, các nhà khoa học tin rằng khám phá về đại dương nước ngầm trên Hỏa Tinh sẽ chỉ ra cho chúng ta một địa điểm tiềm năng để săn tìm sự sống bên ngoài trái đất. Sự sống trên hành tinh của chúng ta rất có thể đã bắt đầu từ đáy đại dương sau quá trình tiến hóa rồi bò lên cạn. Vì vậy, về mặt nguyên tắc, những đại dương của Hỏa Tinh cũng có thể là môi trường sinh sống của vi sinh vật. Michael Manga, tác giả của nghiên cứu và là giáo sư khoa học trái đất và hành tinh tại Đại học California, cho biết: "Chúng tôi chưa tìm thấy bằng chứng nào về sự sống trên Hỏa Tinh, nhưng ít nhất chúng tôi đã xác định được một nơi mà về nguyên tắc có thể duy trì sự sống." Lịch sử nghiên cứu về nước trên Hỏa Tinh đã đạt được những khám phá quan trọng trong vài năm trở lại đây. Chúng ta biết rằng Hỏa Tinh từng có nước lỏng dồi dào trên bề mặt. Nơi mà tàu thám hiểm Perseverance đang nghiên cứu từng là một lòng hồ cổ đại với những con sông dẫn nước vào lòng hồ. Tuy nhiên, khoảng 3,5 tỷ năm trước, một sự thay đổi đột ngột về khí hậu đã làm mất nước khỏi bề mặt của hành tinh. Nguyên nhân gây ra tình trạng khô hạn vẫn chưa rõ ràng, nhưng các nhà khoa học đưa ra giả thuyết hành tinh này đột ngột mất đi từ trường, khiến nó mất đi sự bảo vệ khỏi gió mặt trời. Luồng gió này đã tước đi phần lớn bầu khí quyển hành tinh, và nước ở đây cũng theo đó mà thoát ra ngoài không gian. Hiện nay, ngoài nước ngầm bên dưới lòng đất, Hỏa Tinh cũng tồn tại dạng nước khác, đó chính là nước đóng băng. Chúng tồn tại ở các tròm băng ở các cực. Lượng nước này được ước tính tương đương với lượng nước tồn tại trong lớp băng Greenland ở trái đất. Ban đầu, không ai nghĩ rằng bên dưới các tròm băng này lại chứa đại dương. Vì Hỏa Tinh cực lạnh, nhiệt độ trung bình của hành tinh lạnh thấu xương âm 62 độ C và nó còn có thể xuống âm 140 độ C vào mùa đông ở các cực. Tuy nhiên, vào năm 2018, tàu quỹ đạo Mars Express của Cơ quan Vũ trụ châu Âu phát hiện ra rằng bề mặt của tròm băng bao phủ cực nam của Hỏa Tinh bị sụt xuống và trồi lên. Điều này cho thấy có thể có nước ở dạng lỏng đang ẩn nấp bên dưới. Đến tháng 9 năm 2020, một nhóm các nhà khoa học khác sử dụng thiết bị định vị radar trên tàu vũ trụ Mars Express quét quanh khu vực cực nam có diện tích 250 km x 300 km. Đây là khu vực được nghi là có hồ nước ngầm trên Hỏa Tinh. Và họ cho biết có 4 hồ nước ngầm đang ẩn nấp bên dưới lớp băng vĩnh cửu. Hồ nước lớn nhất có diện tích khoảng 20 x 30 km. Ngoài ra, có 3 hồ nước khác có diện tích nhỏ hơn, khoảng 10 x 10 km. Chúng được ngăn cách nhau bởi các dải đá khô tách những hồ nước nhỏ này ra khỏi hồ chính. Nói tóm lại, Hỏa Tinh trông có vẻ khô cằn, nhưng thực ra nó ẩm ướt hơn chúng ta nghĩ. Nước có thể đang che giấu bên dưới lớp vỏ hoặc tồn tại bên dưới các tròm băng khô ở các cực. Việc của chúng ta bây giờ là tìm cách khai thác nguồn nước dồi dào này. Nếu việc khoan sâu xuống lòng đất gặp khó khăn, thì các nhà khoa học tại Đại học Chicago và Đại học Northwestern đề xuất một phương pháp mới để làm ấm Hỏa Tinh bằng kim tuyến giữ nhiệt. Họ đề xuất sử dụng các hạt được thiết kế đặc biệt có kích thước tương tự như kim tuyến thương mại và được làm từ sắt hoặc nhôm. Các hạt này sẽ được bơm vào bầu khí quyển Hỏa Tinh dưới dạng các hạt khí để giữ lại nhiệt thoát ra và tán xạ ánh sáng mặt trời về phía bề mặt của hành tinh.
Ý tưởng này nhằm tăng cường hiệu ứng nhà kính tự nhiên, giúp nâng nhiệt độ bề mặt hỏa tinh lên khoảng 28 độ C trong vòng một thập kỷ. Nếu điều đó thành hiện thực, hỏa tinh sẽ ấm lên. Khi hỏa tinh ấm lên, băng ở các cực sẽ tan chảy và nước lỏng sẽ xuất hiện trên bề mặt của hành tinh đỏ. Đây thực sự là một điều tuyệt vời, tạo ra một môi trường ôn hòa trên hỏa tinh. Các nhà khoa học cho biết, phương pháp này mở ra khả năng thực tế hóa ý tưởng cải tạo môi trường hỏa tinh và có thể đóng góp vào việc định hình các chiến lược khám phá hành tinh đỏ trong tương lai. Nhưng việc can thiệp vào bầu khí quyển của một hành tinh khác cũng tiềm ẩn nhiều hậu quả khôn lường mà con người chưa hình dung được. Đặc biệt là khi hành tinh này có khả năng đang tồn tại sự sống mà chúng ta chưa phát hiện ra. Khi đó, việc can thiệp sâu vào bầu khí quyển hành tinh có thể xóa sổ sự sống đang tồn tại ở trên đó. Bạn nghĩ sao về vấn đề này? Hay bạn có ý tưởng nào khác giúp khai thác nguồn nước ngầm trên hỏa tinh hay không? Hãy chia sẻ ý kiến của mình bên dưới phần bình luận nhé! Đến đây, video của Top Thú Vị xin được tạm dừng. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn và bổ ích. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Thân ái, chào tạm biệt!